nhà mà không có điều kiện thì anh nghĩ là thôi, không nên đi hàng sớm, chả đi vội làm cái gì cả. Các bạn nếu như thương bố mẹ thực sự ấy, anh nghĩ một cái thế này, các bạn nên học cho anh lên TOEIC 4, 5 và 6. Học ở Việt Nam tầm 1 năm thôi, bỏ tiền ra vừa học vừa đi làm thêm, tối về đăng ký ở trung tâm nói đi học trong 1 năm, chăm chỉ học và quyết tâm học mỗi ngày mỗi ngày, thời gian rảnh thì đi ra quán cà phê các thứ ngồi học tiếp, học thật chăm chỉ cho anh lên TOEIC 4, 5, 6. Các bạn đi hệ D2 học bổng một số trường như Quang Minh, Sung Jin này, Catholic các thứ, TOEIC 5, 6 là học bổng 100% rồi, kỳ đầu, hoặc là như Catholic thì là tận 4 năm luôn, cả ký túc xá luôn. Mấy có chính sách có thay đổi gì hay không thì không biết, nhưng TOEIC 4 nó đã được 80% rồi. Thì anh nghĩ đấy, đây là cách các bạn thương bố mẹ, đấy là cách các bạn giúp bố mẹ, đấy là cách mà các bạn xóa đói giảm nghèo nó chuẩn nhất. Chứ còn mà bảo mà vay tự nhiên vay một đống như thế để đi sớm làm cái gì. Anh ngày xưa thì anh cũng vay, anh vay hết đấy, anh đi toàn bộ anh vay cả, nhưng mà anh nhìn nhận lại là chả cần đi vội làm cái gì cả các bạn, không cần thiết đâu. Bởi vì sao, người ta sang trước thì người ta cũng không có thành công trước đâu, cái khoảng thời riêng của mình nó vẫn dành riêng cho mình. Các bạn có thể phát triển chậm, có thể đầu tư sau, gọi là cái nhịp sống các bạn có thể là người ta bây giờ cùng đuổi mình, người ta giàu trước hay mình, khoảng thời của mình thì nó vẫn như thế nhá, đừng có vội vàng gì cả.